Thưa ông, một trong những điểm mới của Nghị định 136 là các cơ sở chợ hạng 3 sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý công tác phòng cháy chữa cháy. Điều này có điểm gì khác biệt so với các quy định trước đây? Về việc này thì nó sẽ tạo cái điều kiện để cho chính quyền địa phương biết được là tại cái khu vực của xã phường của mình đang có những nguy hiểm cháy nổ, để các anh chỉ đạo các ban ngành để cùng vào cuộc để giúp cho lực lượng công an của chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có những phương án ra sao để phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn? Ở địa bàn của chúng tôi thì có cái chợ nó rất nguy hiểm là chợ Dương Liễu, thì chúng tôi đã yêu cầu công an xã là 9 giờ 21 giờ 30 hàng ngày là các anh phải đi kiểm tra toàn bộ chợ, đi tuần tra. Chợ nó thường xuyên cháy xảy ra vào là tầm từ 21 giờ 30 đến tầm khoảng là 23 24 giờ. Công an xã thường xuyên đi đôn đốc các cái ban quản lý để người ta giám sát cái việc nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các chợ. Ông có thể phản ánh về tầm quan trọng của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai và thực hiện ra sao thưa ông? Cái lực lượng cháy cơ sở là thứ nhất là người ta biết được là cái khu vực nào an toàn và chỗ vực nào nguy hiểm để người ta thường xuyên người ta kiểm tra đôn đốc các cái hộ kinh doanh ở cái việc đó. Cái thứ hai là người ta sẽ chủ động về những cái phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ngay ban đầu. Cái xử lý ban đầu của lực lượng về công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức quan trọng. Thưa quý vị, một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ cháy tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại là do sơ suất trong sử dụng thiết bị điện hay do vi phạm trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt của các tiểu thương, người kinh doanh buôn bán. Đáng lo ngại hơn, qua công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý còn cho thấy tình trạng các chủ hộ kinh doanh chủ quan, bất cẩn, sử dụng hành lang an toàn chữa cháy vẫn còn khá phổ biến, nhất là khi những ngày oi bức của mùa hè đang hiện hữu. Sau đây là ghi nhận tại chợ Sấu của huyện Hoài Đức. Là một trong những chợ to và sầm uất nhất trên địa bàn của huyện Hoài Đức, đa dạng các mặt hàng kinh doanh, nhưng tại chợ Sấu, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy có khá nhiều bất cập. Các giá treo móc hàng hóa của tiểu thương được dựng, lắp đặt, che chắn gần một nửa ngang lối đi của cửa kho, nơi lưu trữ những vật dụng phòng cháy chữa cháy và cũng là nơi vận hành máy bơm chữa cháy. Chỉ khi có đoàn kiểm tra, các giá treo móc mới được gập gọn như thế này. Tương tự như tại họng chữa cháy, không gian phía trước cũng bị chiếm dụng cho kệ hàng. Họng chữa cháy chưa được bổ sung dây dẫn với lý do mà ban quản lý chợ ở đây đưa ra là đang được phơi cho khô. Ngoài ra, còn có hiện tượng câu móc đầu nối dây điện ở một số kiosk. Thực ra dây điện kia là bảo ấy bỏ, nhưng mà là thợ điện chưa ấy bảo hộ. Cái đấy không có tác dụng gì cả, không dính vào điện gì hết, cho nên tôi cũng thấy bình thường, cho nên là bây giờ chỉ nhờ thợ điện cắt bỏ thôi. Các đồng chí trong phòng cháy chữa cháy có cũng cho chúng tôi được biết như này thì cũng rất là tốt, và chúng tôi cũng phải học hỏi và chú ý đến cái phòng cháy chữa cháy. Được xây dựng từ những năm 2003-2004, hiện nay nhiều hạng mục đã cũ và xuống cấp. Do đó, để đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng, chính quyền xã Dương Liễu đã chỉ đạo cho ban quản lý chợ Sấu thường xuyên tuần tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ tiểu thương cẩn trọng trong việc sử dụng điện. Hệ thống lưới điện, nếu mà hệ thống lưới điện hiện nay thì đều là đưa ra hết khỏi ngoài các gian hàng. Thế và các hộ khi đến bán hàng thì cắm điện vào trong cái ổ đó, thế và khi mà về thì đều là rút bỏ ổ. Thế và tuyệt đối là không có cái trường hợp nào là thắp hương trong cái khu vực chợ Sấu. Thế và các gian hàng thì đều là có cái bình cứu hỏa. Đối với các hộ kinh doanh mà sử dụng những cái đồ dùng vật dụng mà gây cản trở đến việc vận hành sử dụng những phương tiện này thì tôi đã nhắc nhở và yêu cầu là ban quản lý chợ Sấu thường xuyên đôn đốc nhắc nhở và có những cái quy chế rõ ràng. Đối với các hộ kinh doanh mà xảy ra những hiện tượng này thì trực tiếp là có thể là xử phạt để mà nêu gương cho những cái trường hợp sau. Cùng với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của lực lượng liên ngành, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các hộ tiểu thương và cơ sở kinh doanh thương mại cần trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, lực lượng chữa cháy sở tại cũng cần tăng cường ứng trực, nhất là vào ban đêm, để ngăn chặn kịp thời và xử lý hiệu quả các sự cố về cháy nổ xảy ra.